rồi đây tấm hôn duyên sao. Nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sâu, tiếng về nức nở tràn chứa sân trường, còn lại hai đứa cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn. Ngoài trời vương rơi trong lòng vẫn vương, nhớ những bàn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi một tà áo tím. Dù xa nhau nhớ đừng lãng quên, mai đây cánh biển nỗi buồn này ai biết, thấy phượng rơi không hờn, dưng dưng tiếng lòng như vẽ du não đông tình ấy. Trăm ngày nhớ nhau, nuối tiếc cuộc vui ân tình phút đầu. Nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhạt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã về kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh vẫn nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt hàng ngày tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, những lòng chưa hề yêu ai. Bến xuân xinh ước hẹn ngày gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Lành ơi là lành, trời ơi, đi đòi nợ cũng không có gì để xiết nợ là sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ sao cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị.
Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng, rồi bao nhiêu tiền em mần được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó, mấy ông ở trển có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta, làm vợ bé thôi có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con Út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó, vô làm người hầu hen. Người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt, còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị. Chị cũng làm mẹ, chị cũng hiểu. Đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra, làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm, hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á, thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa, bé Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá hà, mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nghe. Dạ. Mẹ, hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? Có bánh. Khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt, em sẽ ăn bánh nhân thịt. Chị hai, bữa nay Út giờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, em không chịu đâu, chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ, mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ, con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn, con ăn hết cái bánh này. Thôi mà, con của mẹ, đứa nào mẹ cũng thương hết. Sao rồi? Đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi, theo dì Tám dạ. Lên trên huyện nha con. Cho con nói với em con câu cái gì Tám. Nhanh. Dạ, Út ra đây. Kể từ hôm nay, Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà, lần sau em sẽ ngoan, em không dành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thịt từ nay
sẽ không ai dành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, ôi, chị ơi đừng có đi, đi mà đi. Chị ơi, đi. Chị ơi, chị ơi đừng có đi mà chị ơi. Vừa rồi chính là Phương Nhi.
Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, chúng mình xuống thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương hết sức luôn. Thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, cho mượn tiền lời còn nhẫn con gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca trả lại phần kịch quá hay. Xin cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Ai cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Rồi em là cô chị hay cô em? Cô mới là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nha em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi, chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail đó em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Dạ, chị ơi chị. Dạ. Chị có con Mến ơi. Dạ, nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba. Nhỏ em ở nhà ăn bánh nhân ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ con Mến. Dạ. Chị nhắn rồi, bớt khóc đi Mến. Ừ. Nha. Dạ. Xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đăng Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu, nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Chúc mừng Phương Nhi đã hoàn thành xong tiết mục rất là cảm xúc của mình. Và hy vọng rằng tiết mục tiếp theo cũng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Xin mời. Còn lại thanh niên và trai tráng thiếu nữ, bắt hết cho ta. Coi kìa, cái mặt thì đơ thua. Ê,
Ê ê ê ê, cái lũ các người đã dặn bao nhiêu lần rồi, đi bắt dân làng thì phải tập múa cho đàng hoàng chứ. Để bây giờ một đứa con nít nó cười cho trong mặt kìa. Nè, dám chê bọn ta nhảy xấu hả? Có ngon á thì cho bọn ta vô vòng trong đi, bọn ta múa dân ca cho mà coi. Diễn cho vui đi, ta mà được vào vòng trong thì ngươi mới được múa dân ca. Còn bây giờ thì thả nhân làng của tre ra đây. Còn khuya, giỏi á, bước qua đây nè. Con nít nó hiểu mùa, con chưa có thật. Nè, đi về không có câu. Thôi, nói nhiều làm gì, đem hết dân làng về động cho ta. Dạ. Đi. Ta ra. Hẹ lên. Đứng lại. Bà muốn đâm ra, bà đừng có cản con để con đi cứu dân làng. Đứng lại bà quỷ kia. Ai làm gì con mà con thở dữ vậy hả? Con bị rượt. Ê! Con bé kìa, ta mới thấy nhà ngươi rượt theo ai đó. Rượt hả? Ngon không? Không, không có ngon. Liệu hồ bây giờ. Vậy có chừng đó. Có đào không? Đào đúng không? Đào. Mốt đừng có nói dối nít nữa nghe chưa? Xúc dầu cho ta nha. Ừ, về xúc dầu cho. Bà, hả? Sao hồi nãy bà không cản con? Ta có cản, mà con dùng dãy dữ quá, một mình ta cản không có nổi. Một mình bà cản không nổi thì kêu tất cả mọi người là cản con. Làng mình bị bắt hết trơn rồi, còn ai đâu mà cản con. À, con quên. Nhưng chẳng lẽ bỏ mặc mọi người bị bắt sao? Ta thì quá già, con thì còn quá nhỏ, làm sao mà đánh lại bọn chúng? Cho dù mình có lớn đi chăng nữa cũng không đánh lại bọn chúng. Kìa, con gái. Tại sao con lại nản chí? Con phải tự tin vào sức mạnh của mình chứ. Ủa, người là ai? Ta là Âu Cơ, là mẹ của con. Và con là đứa con thứ 100 của ta. Mẹ, mẹ đến để giúp con sao? Đúng. Trong người con có một nguồn năng lượng cần được khai sáng. Khi nguồn năng lượng ấy được khai thông, cũng là lúc con có đủ sức mạnh chiến đấu với lũ quỷ để cứu dân làng. Đây, ta tặng cho con quyển võ thuật cùng với tấm bản đồ. Khi con học xong cũng là lúc sức mạnh của con được khai thông. Lúc đó con hãy lần theo tấm bản đồ đến động của lũ quỷ để cứu dân làng con nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ. À, con hiểu rồi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? À, con gọi ai vậy? Dạ mẹ con. Mẹ con, Âu Cơ, người đang ở đâu? Dạ mới ở đây nè. Hồi nãy mẹ còn đưa cho con cái này nè. Mẹ nói khi nào con học xong cái này thì con sẽ có sức mạnh để đi đánh bọn quỷ hay cứu dân làng. Vậy thì con mau học đi. Lại đây. Hay. Đi con. Bọn quỷ ra ta. Mình đã có cách. Cháy nhà rồi. Không chạy ra sẽ thành heo quay đó. Cháy rồi. Các con ơi chạy đi. Trời ơi trời, ai chơi kỳ cục đốt nhà tí vậy? Bị dụ ơi. Mắc cười lắm hả? Thì ra là các con bé nhảy ranh này. Dám nói xạo bọn ta. Ai cho ngươi dám tới động của ta để náo loạn hả? Nhà ngươi tới đây làm cái gì? Đòi lại dân làng.
mắc cười quá. Đánh thắng bọn ta đi thì bọn ta sẽ thả dân làng của nhà ngươi ra. Được, ngươi chắc chứ? Tụi ta có thể ăn bậy nhưng không bao giờ nói bậy. Đã hứa thì sẽ giữ lời. Vậy thì các ngươi hãy xem sức mạnh của ta đây. Hey, quỷ con. Giang Trấn. Con gái, con hãy tha cho bọn chúng đi. Mẹ ơi, người này là ai mà sao kêu con bằng con gái? Ta là Lạc Long Quân, là cha của con. Sao cha con giống vị chúa quá vậy? Đúng vậy, chính ta đã nhờ cha con giả làm quỷ chúa để khai sáng nguồn năng lượng trong con. Phải đó con gái, con lũ quỷ kia chỉ là binh tôm tướng cá ở dưới Long Cung. Chúng chỉ làm theo nhiệm vụ của ta thôi, cho nên con hãy tha mạng cho chúng đi. Dạ, con biết rồi. Đàn bạn, đàn là con gì ở dưới Long Cung vậy? Mình là con tôm càng xanh đó. Còn bạn? Mình là cá mặt quỷ. Hàng chi, xấu như quỷ. Thôi con gái, con đừng gặp bọn chúng nữa. Bây giờ năng lượng của con được khai sáng, con hãy dùng nó bảo vệ cho dân làng, con dân Âu Lạc nghe chưa? Dạ. Còn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Dịp dào ngồn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha, lên ngàn non tìm mẹ. Trong hôm nay cho Ngọc Hà. Con rất là tài năng, ngày hôm nay sẽ được mời ban giám khảo đưa ra ý kiến của mình. Con á là trường hợp đặc biệt, vũ võ được nè, diễn kịch được nè, hát được nè, có nghĩa là con đầy đủ hết. Nhưng mà con có biết không, buổi sáng là mình ăn một cái gói xôi á, ở trên gói xôi đó có một miếng lạc xưởng nè, một miếng chả nè, một miếng ba tê nè, chút xíu đậu phộng nè, chút xíu chà bông, thì con ăn chung với xôi con sẽ thấy nó ngon. Còn nếu trong một cái gói xôi buổi sáng mà mình ăn mà có tính 5 miếng lạc xưởng, 5 miếng chả, 5 miếng chà bông, 5 miếng đậu phộng thì mình sẽ ngán. Nó quá dài cho một cái đứa bé 5 tuổi có đủ cái sức đứng trên sân khấu. Con liên tục phải tỏ vẻ là anh hùng thì giọng con lúc nào phải ở tông cao. Thì cảm giác một hai câu đầu nó dễ thương. Đi dần tới thì cái người diễn viên nó không có cái sự lên xuống thì nó sẽ làm cho người ta khó chịu với cái tông liên tục.
gọi là mua đô tông, một tông duy nhất. Các chú đưa con ra quá nhiều thứ, giống như ăn xôi nãy cô Diệp Hương nói á, cái khả năng của con tới đâu các cô chú phải dũa cho con, chứ không phải là bài ra. Cái này là cô hoàn toàn khen bé Hà, chỉ có nhắc nhở các cô chú dàn dựng cho con. Bây giờ mình về mình coi cái nào giỏi nhất để mình học, nhất dễ tin, nhất thân dinh nha. Dạ con cảm ơn cô. Cho cô hôn con. Đó, chạy xuống ôm thùng cô Trang. Dễ thương quá à. Dù gì con cũng là một em bé rất là khôn ngoan, đúng không? Một cái bài quá dài, con nhớ thoại, nhớ hát, đứng rất là bình tĩnh, rất là tự tin. Mặt lúc nào dơ cái chân, dơ chân, dơ cái tay, dơ tay. Trời, nhiêu đó không là 9.75 rồi. Trời ơi. Gì đây? Mình được 9.75 mình hiểu, 9.75 là nó có giá trị gì không mình? Đi học mấy điểm là cao nhất? Dạ 10. Ừ à, 9.75 là cao nhất chưa? Là thấp nhất đó, là thấp chưa. Nhất. Chưa đúng cao rồi, nhất vậy nó nằm ở đâu, nó phải thấp nhất không? Dạ phải. Hả? Phải luôn. Không, 9.75 là gần 10 đó con. Dạ. Dạ, rồi, còn chú đây nghĩa thì sao à, xin mời chú. Trời phải chim mà con hung chú một cái chú cho 10 luôn. Con rất là xứng đáng nhận được một cái điểm số cao từ các cô chú. Riêng cái góc độ cá nhân á, thì chú vẫn phải khen con. Khi mà con vừa mới xuất hiện trên sân khấu, chú quay qua nói với cô Hương, không biết sao một đứa nhỏ 5 tuổi mà nó có thể nó hiểu, nó cảm được hết tất cả những gì nó làm và nó đang trình diễn một cách tự tin trên sân khấu như thế. Con rất xứng đáng nhận được điểm số cao từ các cô chú. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn chú. Trình Thái Hậu, Đức Vua đã về đến Hoàng Cung và xin được vào diện kiến cùng Thái Hậu. Người ra bẩm báo với Ngài Ngữ rằng ta không được vui, xin Ngài Ngữ hãy quay về. Dạ muôn tàu. Đi. Tuân lệnh. Lệnh mẹ, ngày mai là ngày vũ kỵ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn, thuyền ngược nước nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt roi rồi tha thứ cho con. Mẹ đừng giận, kéo hao mòn ngọc thể. Cảm ơn Ngài Ngữ đã để lòng lo lắng. Nhưng kể từ bấy giờ, Ngài chớ bận tâm, đừng chầu cũng để hộ ta nữa. Quyển từ cuốn lục kia đem xé cho rồi, Ngài ghi chép lời ta chỉ càng thêm mai mía. Lệnh mẹ, con không dám. Ngài không dám từ cửa miệng mà môi, chứ thật trong lòng Ngài đâu kiên nghệ. Dỗ kỳ Tiên Dương Ngài còn dám xem thường thì có nghĩa gì những lời ta giấu. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Thôi, đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, xin Ngài hãy lui về. Mẹ ơi, đi. Con đã biết tội con rồi và sẵn sàng chờ lên mẹ phạt rồi, chỉ cầu mong dạy được con
làm sao. Mà ta không còn phận mẹ dạy con mình có hiếu thần giữ gìn gương nghĩa nhân. Mẹ ơi trong lòng con mẹ như gì tính đâu tận bước con đi, mẹ dẫn lối đưa đường. Con luôn thấy mình nhỏ dài sách chữ non sách thập điều điều gió chính tay ngài ghi chép, ngài biết dạy cho người những điều hay đẹp. Sao đạo làm con ngài không giữ cho tròn lời dạy của mẫu thân như thước ngọc khuôn vàng, con trẻ xinh khắc ghi trong tận cùng tâm. Nếu được vậy thì ta rất mừng. Thôi, đêm đã khuya, ngài ngự hãy lui về an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngài kỳ của tiên dương. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt rồi thì con mới yên lòng là mẹ đã tha thứ và không còn hờn giận. Rồi con dâng mẹ và cúi xuống đây chờ nhận lãnh tội hình. Ngày vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ sức nhọc nhằn, lại còn phải hộ giá ngài giữa đêm gió mưa rét lạnh. Nếu như ngài muốn ta tha không giận thì ngài hãy ra lệnh ban thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt soi và coi như ngài đã đói công chuộc tội. Con đội ơn mẹ và xin làm theo lời mẹ dạy. Con một tràng pháo tay cho Trung Hậu. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hà Như cùng với nghệ sĩ Hoàng Chương rất là nhiều về đã hỗ trợ cho Trung Hậu trong tiết mục này. Sao mà khóc con? Con diễn chưa có đạt. Là do con té xong, con sợ quá, con diễn hỏng được. Hay là bản thân của con là cái vai con nặng quá, con làm không nổi. Nói cô Hương nghe.
Dạ thì cái vai nó không có nặng đâu, tại con té chứ con sợ. Đúng rồi. Nhưng mà con có biết không, cô Như á, cô hát ngàn tuồng rồi. Thành ra là khi mà con có trục trặc cái là cô Như bao cho con hết luôn. Nhìn lên đúng như mẹ dẫn con đi vậy đó. Cô cứ dẫn, cô dẫn theo con, cô vuốt theo vậy dẫn đi, hai mẹ con bị gì hết. Mặc dù run sợ nhưng cái giọng lại không có run ha. Cho nên nay về cái phần hát là hoàn chỉnh, phần diễn chưa có đã. Bị gì mình té bước ra ông vua nào vừa bước ra là bị đuổi vậy. Bé nó học diễn bao giờ đâu. Thì đó. Nhưng mà cũng là một cái bài học cho con á con. Tại vì đã bước lên sân khấu rồi là mình phải sẵn sàng đón nhận bất cứ cái rủi ro nào xảy ra, có thể rớt micro hay là có thể trượt té. Trời nhưng ơi. Mà mình phải cố gắng là vượt qua. Con cứ hãy bình tĩnh, đây là một bài học cho con, sau này gặp sự cố như vậy đứng lên điềm nhiên diễn tiếp, bản lĩnh như vậy. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Coi như hôm nay không được khai sắc thôi, khai sáng con ha. À, rồi rút kinh nghiệm được sao, không sao cả. Một tràng hố tay nữa cho Trung Hậu. Cảm ơn chị Hà Như. Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Lê Tuyết Nhi, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con xin trình bày ca khúc được mang tên Hình Bóng Quê Nhà. Cô chú giám khảo và quý vị khán giả nhớ ủng hộ con nha. Tía ơi, tía ơi tía, hai má con gì, thăm tía nè tía ơi. Ông ngoại. Đứa trời nào ơi. Sống ngoài đó vậy bay? Con là tía. Con đứa nào? Trời đất ơi, thiệt tình á, đâu đứa nào? Khổ ghê vậy. Trời ông ngoại. Trời đất ơi, cha bay vậy hen. Trời. Một năm nay rồi bay mắc mớ gì không có thư từ gì hết trơn trời vậy? Trời, cho tía bất ngờ mà. Bất ngờ ghê hen. Trời đất ơi, lâu ngày gặp lại cháu ngoại có trụ chua chua ông bá. Một năm này không có gặp nó, nhớ cái điều muốn vớt nước mắt với nó vậy đó. Ủa, dạ. Nó nghe nè, sao ở trên thành phố mà cũng bà ba giấu giống ông ngoại dữ vậy bây? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Lúc nào cũng nằm trong tim ha. Vậy chứ con còn nhớ cái gì ở quê mình nói ông ngoại nghe coi. Con còn nhớ lũy tre làng nè. Con nhớ cái áo bên nhà bà Bảy nè. Con nhớ rặng bí nè. Con nhớ cái hàng dừa xanh nữa nè. Trời nhiều dữ vậy đó hen. Dạ. Thôi bây giờ về đi. Đi đường xa mệt. Hai mẹ con bay vô trong rồi coi rửa mặt rửa mày rồi đi. Rồi cái ông ngoại đi ra mấy cái luống rau đó hen. Hai mấy cái đọt bầu đọt bí rồi kia về luộc lên. Rồi chấm nước chấm của ông ngoại làm ngon. Ba cháy bù chét luôn. Thôi. Gì đó? Ông ngoại á, vô nhà nghỉ đi. Mẹ cũng vô nhà nghỉ luôn đi. Dạ. Mấy cái chuyện mà hái rau đó. Là đối với con là chuyện nhỏ xíu à. Ủa, nhỏ xíu luôn em. Dạ. Bằng được em. Dạ được. Nhưng mà mấy cái luống rau, mấy cái clip đồ này kia là ông ngoại đó bồi đắp nó lên hết trơn ở chỗ rồi. Rồi sao con biết được cái chỗ nào là rau này, rồi chỗ này là rau kia? Sao con nhớ được? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Cha bay gì cũng hình bóng quê nhà. Vậy là mần được hen. Dạ được. Rồi vậy mần cho ông ngoại coi thử hen. Dạ. Rồi thôi bay vô coi vô trong người nghỉ ngơi đi hen. Dạ. Làm nghe hen. Dạ. Đi vô đây tiếp. Đây đó ta nãy vô rửa mặt rồi đi hen. Ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa.
Cảm ơn con. Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi, tốt lắm. Bây giờ thì nghe các cô chú nhận xét nha. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Ông ngoại với mẹ của con hỗ trợ cho con rất là tốt. Ông ngoại dễ thương lắm. Con là có sắc nè, có thanh nè, có hát rất dễ thương, hát hay, tròn vành, rõ chữ. Cái câu đầu tiên của bài hát ít ai biết lắm, mà tại vì cái câu đầu tiên là về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Con chim sáo không bao giờ hót, đố trên đời này mua được con chim sáo mà nó hót được. Nhưng mà bởi vì cố nhạc sĩ Thanh Sơn dùng cái chữ chim sáo cho nó gần gũi với làng quê và dùng cái chữ hót vang, nghĩa là cố nhạc sĩ Thanh Sơn thừa biết con sáo nó hát không được nhưng mà đưa vào nhạc cho nó có hồn. Nhưng mà đây là một bài hát kinh điển đi vào lòng người. Nhiều năm qua phần trình diễn của con chú thích. Cái mà cô thích ở con á là cái phần âm thanh của con rất là đều, từ nốt thấp cho tới nốt cao. Chính vì cái âm thanh của con đều cho nên con đi tới cuối bài hát tạo một cái cảm giác nó tròn trịa. Thì với một cái sự trình diễn vừa rồi tròn trịa và cô không có chê vào đâu được, thì đối với cá nhân riêng của cô khó mà đánh rớt con lắm, cho nên cô cho con một vé vào vòng trong. Cảm ơn cô Đăng Trang. Còn bây giờ thì cô Hằng. Đúng như cái chất giọng con ca dân ca, có cái giọng rõ ràng, giọng tốt, giọng sáng. Bây giờ đó, hồi nãy giờ là con nghe hết rồi, con nghe ý kiến của bốn người rồi. Con phải biết, nếu con được đi tiếp, con phải làm gì để chinh phục được khán giả đang xem truyền hình. Ngay bây giờ, chú cho con cơ hội, chú cho con một phiếu. Một phiếu từ chú Quang Lan. Chú. Cô Thanh Thằng thì sao ạ? Cô cho con một phiếu để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Thằng. Như vậy là mình đã đủ ba phiếu rồi. Con sẽ vào lớp dân ca cái... Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời cứ giao đi giản dị mà ý nghĩa thật lớn lao, nó ca ngợi công giao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Vâng thưa các bạn, công cha lớn như núi, người cha là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho con. Cha nâng niu, ôm ấp, chăm chút cho con. 9 tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chắc chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Để hiểu thêm về công lao dưỡng dục sinh thần to lớn của cha mẹ, sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trích đoạn trong làn điệu Sẩm Thương trong tác phẩm Thập Ân Phổ Mẫu. Xin mọi người cho bé Vi Âm một tràng pháo tay thật to nào. To lên nào. Trời ơi. Ôi trời. Lắng nghe thì con ơi chú mẹ kể,
thời điển của cha mẹ, ca dao xưa vẫn có những câu ca ngợi ca những người con hiếu thảo, như là đói lòng ăn hạt chả là, để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng. Thế nhưng trong cuộc sống đời thường đâu đó có những người con chưa nhận ra công ơn của cha mẹ và chưa làm tròn bổ phận của mình để cho cha mẹ buồn lòng. Và câu chuyện cổ tích về ba cô gái là một minh chứng cho điều này. Ba cô gái ngày xưa có đôi vợ chồng nghèo, sinh được ba cô con gái. Không may, người chồng đã qua đời, người vợ phải nuôi dạy các con khôn lớn. Lớn lên, ba cô đều xinh đẹp và đi cưới chồng. Bà mẹ nhớ thương con, thấy trong lòng mệt mỏi, nên gọi Sóc lại. Sóc con ngoan, Sóc hãy mang thu đến cho các con ta, và bảo với chúng là ta bị ốm nhé. Sóc bảo là vâng ạ. Nói rồi Sóc chạy đi. Nhanh lên, mình vừa tới nhà chị Hai thôi. Tới nhà chị Hai rồi. Chị Hai ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị Hai đang ngồi cọ chậu. Thế à Sóc? Chị thương mẹ chị quá, nhưng chị phải cọ hết cái chậu này. Sóc tức giận. Thương mẹ còn cọ hết cái chậu này thì chị hãy biến thành con rùa đi. Ngay lập tức chị Hai biến thành con rùa. Hả? Biến con rùa rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị Ba thôi. Tới nhà chị Ba rồi. Chị Ba ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị Ba đang ngồi xe chị. Thế à Sóc? Chị thương mẹ chị quá, nhưng chị phải xếp cái chị này. Sóc tức giận. Thương mẹ còn xếp cái chị này thì chị hãy biến thành con nhện đi. Ngay lập tức chị Ba biến thành con nhện. Hả? Biến thành con nhện rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị Út thôi. Vừa chạy Sóc vừa nói, bà ơi bà đợi con nhé, con sẽ mang chị Út về cho bà. Tới nhà chị Út rồi. Chị Út ơi, mẹ chị đang bị ốm đấy. Chị Út đang làm bánh. Thế à Sóc? Chị về liền ngay. Chị Út đúng là một người con hiếu thảo. Qua câu chuyện này, chúng ta đã rút ra một bài học lớn, đó là phải luôn hiếu thảo và phải biết ơn cha mẹ, thế mới là người con ngoan. Vâng, dự thi của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Trời ơi, tuyệt vời. Không thể nào tưởng tượng được một cô bé nhỏ xíu như thế này mà có thể vừa hát vừa dẫn chuyện rồi kể chuyện mà không dấp một chữ. Nguyên một cái tiết mục rất là dài, rất là nhiều câu, nhiều từ mà con nói không có dấp một chút nào hết. Con học lâu không con? Dạ, cũng hơn 2 ngày là con thuộc rồi. Ôi, 2 ngày thôi mà con thuộc như vậy rồi đó. Quá giỏi luôn. Trời ơi, sợ quá. Tôi sợ quá rồi. Trời ơi, sao mà hay quá vậy? Dạ, sợ thiệt luôn á. Dạ, cô Việt Hương. Vị già ơi, con có biết là con thuyết phục lắm không? Con là dùng lời nói để thuyết phục người khác. Con ơi, hôm nay con mở live show của con hả? Phải không? Con hiểu live show là gì không? Tức là mình mở nguyên một chương trình, mở đó mình là vai chánh, mình hát, mình đàn, mình múa, mình dẫn chương trình, mình làm hết từ trên xuống dưới luôn đó. Làm ba cô gái luôn. Một mình con bao sân hết á. Phải không? Dạ phải hả? Trời đất ơi, quá trời ơi. Đại ơi, hôm bữa đó Hương á là chấm bé này vào á, là Hương chấm về cái phần nói. Thì Hương mới nói là Hương muốn cho em nó làm một cái chương trình thời tiết hay thời sự về vùng miền. Thì hôm nay á, Đại khôn khéo luồn lách vô và biết được em ấy biết hát. Cho nên hát một cái loại ca rất là chạy cái chiếu, xong con ngồi con lớn hơn cái trống có chút xíu à. Cho nên là hoàn toàn thuyết phục bởi một bé chỉ 5 tuổi rưỡi mà con làm như là cái live show của con vậy đó. Con làm rần rần mà con rất là thu hút.
Quan trọng á, hát là có nhạc, nhảy là có giai điệu ha, biểu diễn như là bên cô Bình Tinh là có múa mai xoay cuồng đủ hướng, còn con là đơn thân độc mã, để mà con nói thuyết phục rất là khó ha. Cho nên trong lòng của cô với một cái đứa bé 5 tuổi rưỡi này nên tiếp tục bước vào vòng kế tiếp. Tuyệt vời, con là siêu nhí. Dẫn chuyện đàng hoàng thử tế sau vô giọng của bà già ra làm sao. Nhất là cái chỗ qua nhà chị hai, chị hai đang ngồi cọ trậu, gặp cô là cô nói chọ cậu rồi đó. Tại vì rất là dễ bị nói lẹo lưỡi. Và những cái người diễn viên, chắc cô Việt Hương biết á, diễn viên sân khấu người ta tốn mấy năm trời để người ta học đài từ tiếng nói sân khấu. Còn con gì đâu mà mới 5 tuổi mấy mà ngồi cọ trậu rồi đi qua chị ba ngồi xe chỉ. Trời ơi. Chú Quang Lê phải thêm cái điều này, là con biết cái vòng đầu tiên đó, là lúc đó đó là chú chấm nghiêng về cái giọng hát, là chú đã nghĩ là giọng hát thì không ổn cho mấy. Tuy nhiên con phải cảm ơn cô Việt Hương, vì chính cô Việt Hương đã nhìn ra cái khiếu nói của con. Con thao thao bất tuyệt một tràng mà con không vấp một lời. Nó con quá giỏi, giỏi lắm luôn. Vô. Nói chung là vô rồi. Chúc mừng con cái yêu, chắc chắn là mình được vô vòng trong rồi đó. Chạy lại ôm thầy giáo Quốc Đại của mình nào. Đây. Rời ruột mùa lúa chín.
tiên sinh đại sứ đứng đầu, đem vinh quang thăm tô sông Hồ. Nằm mơ xuân vinh quang trở về trôi ra sông, và ngày đó nơi đây trong sài quốc thương là ngày em mong duyên người làm ca. Hồ ơi, ai là con
xưa trên đó bao người cho quê hương ấm no một đời. Giờ đây bao thiếu nữ dồn dập như con ta hòa chung xưa hai bên giữa trường cùng mơ dùng màu vinh quang qua đời tự do. Lời quê hương khói trùng dương. Wow. Thưa quý vị, có thể xem như đây là một đại nhạc cảnh trường ca hội trùng dương. Xin được giới thiệu những thành viên đã hỗ trợ cho bé Quốc Dương trong tiết mục này: ca sĩ Ngọc Mai, ca sĩ Hà Vân và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nhóm bè Sunrise và vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn tất cả các bạn. Vừa hát vừa diễn nổi gai ốc như vậy đó. Con ơi, con hát tiết mục này con mệt không? Dạ mệt. Con tập hết bao nhiêu lâu để có được cái tiết mục này? Dạ con không nhớ. Không nhớ luôn hả? Tập nhiều quá trời. Thầy Quốc Đại, lần trước thầy Quốc Đại là cũng mang ra một cái tiết mục gọi là gom hết nghệ sĩ của thành phố, có bao nhiêu tràn hết lên sân khấu, 80-90 con người, bữa nay cũng vậy nữa. Sao thầy Quốc Đại giờ xúc động quá hả? Không, thật sự là hôm nay con với cái sức của con mà thầy giao như vậy là thầy thật sự là đưa một cái ca quá khó cho con. Và thầy lo nhất là cái đoạn con hò miền Trung. Ban đầu là dự định là không cho con hò, nhưng mà nếu mà không con không hò thì sẽ mất cái hay của con ở bài này. Và hỏi con hò được không? Tập con hò được không? Chắc chắn con làm được. Và hôm nay thì con hò như vậy thì thầy quá yên tâm. Thầy cảm ơn con rất nhiều. Quá giỏi. Bây giờ thì mời ý kiến của các vị giám khảo. Mời cô Thanh Hằng. Cô Hằng xúc động khóc với con. Khóc luôn rồi. Mặc dù tiết mục này không phải là một cái vở kịch, không phải là một trích đoạn cải lương, không có lâm ly mùi mẫn gì hết, mà giám khảo Quang Lê, chú rất là khen khi mà con đến cái đoạn Huế đó. Con ca một cái chữ mà rất lòng chú luôn. Miền Trung vọng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang. Đêm đêm khu ảnh trắng vàng mà tháng. Được, có ca cái câu mà hỏi ơi, tiếng nóng ma buồn qua cửa chờ, bên vẫn lâu, thuyền vó đêm sâu. Chú, con có biết là cái chữ sâu đó, cái chữ đơm sâu đó của con, đối với chú nó hay vô cùng. Quá là tuyệt vời của làng nhạc chúng ta, nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ba dòng sông của ba miền đất kết thành một trường ca. Đây là một tác phẩm giá trị, vô cùng giá trị. Và hôm nay cảm ơn anh Đại đã mang lên chương trình và đã gửi lại nhiều kỷ niệm. Cảm ơn con, cảm ơn chương trình. Mời cô Đăng Trang. Cô cùng với tất cả mọi người cảm thấy rất là tự hào về con. Con rất là giỏi. Đây là một thử thách vô cùng là lớn, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên, vấn đề quan trọng là con đã làm được vô cùng tốt. Phần đầu của con, khi mà cái đoạn đánh trống từ phách nhẹ cho tới phách mạnh, cái đó cần phải có cái trí tuệ, sự thông minh thì mới có thể nhớ được, phải hiểu thì mới có thể làm được. Vào trong phần hát, những cái phát âm của con hiểu được là phần miền Trung thì phát âm như thế nào, miền Nam phát âm từ cái lúa chín là hát phát âm đúng rặt Nam Bộ. Rồi kỹ thuật thanh nhạc, có những lúc đẩy lên, có những lúc da diết legato, rồi cái staccato, rồi những cái lúc dùng hơi để đẩy lên, tất cả mọi thứ con đều làm rất là tốt. Và còn phần diễn xuất nữa, con phải hát á, trên cái thử thách nữa, đó là con đứng trên cây tre, rồi ngồi trên cây tre, ngồi trên cái thúng, phải trải qua cái bố cục sân khấu rất là nhiều nơi khác nhau nữa, vừa phải nhớ lời, phải nhớ động tác, phải tập trung vào câu hát của mình và phải giao lưu với các cô. Và con vô cùng may mắn khi có được cô Hà Vân, cô Ngọc Mai và cô Vân Khánh, ba người bạn mà cô rất là khâm phục về giọng hát cũng như là về cái nét đẹp. Khi mà ba cô bước ra, mặc dù là bạn của cô nhưng cô cảm thấy vô cùng là xúc động, bởi vì hình ảnh của các cô cùng với con, cùng với sự dàn dựng của vũ đoàn Phương Việt và bàn tay dàn dựng của thầy Quốc Đại làm cho tiết mục của con vẽ nên một cái bức tranh vô cùng đẹp, một bức tranh Việt Nam rất đẹp. Ở đó con là người nổi bật nhất.
Xin cảm ơn Quốc Đại, cảm ơn Quốc Dương. Chúc mừng tiết mục rất hay. Dạ, cảm ơn giám khảo Đoàn Trang. Vậy rồi giờ cô Thanh Hằng cho điểm trước nha. Cô cho con 10 điểm. 10 điểm. Cô Hằng suy nghĩ nhanh chóng gọn lẹ. 10 suy nghĩ điểm. Từ lúc nãy giờ rồi. Nếu mà con vô nữa thì Đại làm gì? Dạ làm gì thì lúc đó tính sao chị nếu ơi. Mà, nếu mà con vô nữa thì cô Hương mới được biết. Bí mật. Giờ cô Hương cứ cho con điểm trước đi cái đã. Có điểm đi. Nhiều cô Hương ơi. À, thấy thương quá. À. Thích không con? Con thích không? Dương thích không? Dạ thích. Dương có mệt không? Con ơi, hát lại bài này con hát nổi nữa không? Dạ không. Không nổi luôn rồi hả? Ôi, thấy thương quá à. Thấy không? Nghĩ sao nói vậy à? Không có mặt kìa. Sao cô Hương ơi? Nhiều điểm khán giả. 10 điểm cho con. 10 điểm. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng và cô Việt Hương nha. Và đó chính là đẹp tấm tài. Quá đẹp. Cái nhóm múa đẹp quá, cái bài dựng đẹp, cây lúa đẹp. Mà tôi nói thiệt luôn nha, con trai tôi nó hát y như hát karaoke. Cha Đại này chả rất là ghê gớm, chả biết con trai chả không làm ăn gì được nhiều. Hiểu không? Nó nhảy nó hát y như karaoke. Chả đẩy cái dàn múa ra đó. Cho nó con trai tôi hát vậy nè. Đẩy cái dàn múa ra bao hết trơn luôn. Cái lúc lúa cuối cùng cái thằng con trai cầm cái lúa đi phải vậy. Chị biết không chị? Từ đầu đến đuôi hai bé đứng cứ nhún qua nhún lại hoài, em ngồi nghĩ ủa không lẽ nó múa vậy đến trọn đời. Đứng nói chuyện còn nhún nè. Bước qua lại rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. Cái biên sao đến đó. Cuối cùng hay nhỏ nó đi qua góc bên đây, trời ơi mừng quá. Tưởng nó đổi được hình, nó đổi được hình rồi. Ai ngờ vô hết bài. Dạ. Tụi em vẫn kiên trì, tụi em vẫn kiên trì lắm. Dạ. Giống như là niềm vui chưa được bao lâu á. Thì đó. Niềm vui chẳng tày gan. Con ơi con. Mệt con ơi, trời chú làm theo chú mệt đó chứ không vậy. Có bao giờ mà con hát con không có vô mà nhờ có đứng con nhún vậy thôi mà cô cho con vô không? Bé nó nhảy nó rất tập trung, thấy mấy cô chú vũ công á lên khiều khiều với diễn giao lưu thằng nhỏ vẫn bất chấp. Nó
bây giờ vẫn vậy mà chị đó, vỗ tay cho em đó. Thấy cưng quá hả? Thôi dừng lại con ơi, chóng mặt. Còn nhiều cái hấp dẫn nữa, bây giờ con nhúng cái nghe cô Trang nói hai ba, xin mời cô Trang. Copy bát như trên luôn đấy. Con rất là vô tư, dễ thương lắm. Một cái hấu tay cho Thánh Tài ngày hôm nay vì nó rất là dễ thương. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những điều gì hấp dẫn và thú vị đây, chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Vô luôn con. Vô đi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, thằng con tôi, trời ơi trời. Làm cái gì ăn hiếp con tôi dữ vậy? Đâu có biết đâu, khen mà. Khen suốt là giải trí. Chúc mừng cho Minh Anh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Vũ đoàn, trời đất ơi. Đẹp luôn. Xanh ra để múa hả mấy đứa? Cái giò dài, cái cưng bận áo dài, nền nã đẹp. Con gái, con hát mà cô coi, cô không có chớp mắt một cái giây phút nào trơn. Tự nhiên nhìn con gái hát á, em nhớ cô Thu Hiền dân... dễ sợ luôn. Không, tôi nhớ gần hơn Dân Khánh. Không, em thấy giống cô Thu Hiền, gương mặt tròn tròn ha, phúc hậu ha, rồi hát cái đầu hơi nghiêng nghiêng vậy nè, rồi hát mấy cái bài về con. Ở đâu con quê con đâu? Dạ con ở Cần Thơ. Trời đất, trời ơi. Cần Thơ mắc gì con hát nhạc này ấy vậy? Nhạc khỏe trời luôn. Cô nói thiệt là nãy giờ cô tưởng con ở Nghệ An không à? Trời ơi, tại vì mấy có mấy cái nhấn nhá rất là miền Trung, mà tại sao con có thể hiểu được điều đó và hát rất là tốt. Có ai tập cho con không? Dạ là tại vì con rất là thích những cái dòng nhạc mà khác với cái sở trường của con. Cô chỉ tưởng là cô với chú Nghĩa bị gạt thôi, ai về cô Trang cũng bị gạt nữa. Tưởng là con ở Nghệ Tĩnh hả? Lúc mà con đi hát xong con còn đi vô cho mấy cái dòng. Cô coi con say mê luôn. Cô rất là bất ngờ con là người Cần Thơ ha. Mà quan trọng là con làm cho tất cả mọi người tin con khi con hát ở cái vùng miền đó. Còn chỉnh sửa như thế nào để con về chú Đại. Cô thấy con rất là cá tính. Cá tính ở chỗ là con muốn thể hiện một cái gì đó khác biệt. Cho nên cô nghĩ là ở con có một cái điều gì đó vô cùng là thú vị. Cho nên tiết mục của con cũng khá là đặc sắc. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin được chúc mừng con Minh Anh. Ngày hôm nay con đã làm rất là tốt tiết mục của mình. Và chờ đợi xem tiết mục tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn nhé. Xin mời. Tình Bắc xuyên Nam, tình chung một đời ta đắp say. Tình yêu thương là một phạm trù không có biên giới. Tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người ở khắp mọi miền đất nước. Tình yêu thương hợp thành sức mạnh bảo tác, đưa quê hương vượt lên những cần lao vất vả, hướng về mảnh vườn hoa thắm thơm mát thương đời. Mọi người, dù ở miền ngược hay miền xuôi, dù là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, hãy cùng nhau hát lên khúc ca ân tình. Hãy yêu thương nhau thật nhiều, điều đó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một đời yên vui và hạnh phúc. Thank you.
Bây giờ thì nhờ thầy giáo Quốc Đại giới thiệu cho tất cả mọi người biết về các thành viên nhí cũng như là các thành viên lớn trong cái lớp học của mình đi nha. Thật sự là kính thưa quý vị là để quản lý những cái học sinh cỡ này thì thầy Quốc Đại phải trăm tay nghìn mắt mới được. Nên thầy Quốc Đại rất là cảm ơn sự hỗ trợ của Huệ Trinh, bạn Quang và bạn Ngọc, cũng như là đặc biệt là gia đình Vũ Đoàn Phương Việt đã luôn luôn yêu thương hỗ trợ các con, dạy các con từng ly từng tí. Và tiết mục ngày hôm nay thì lớp thì không muốn giới thiệu về lớp mình, muốn tặng bài hát này đến chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 2. Đây như là một ngôi trường chung để các con khắp mọi miền đất nước về đây được học hát, được học múa, được học ca, được học nói, được học về đạo đức. Và nơi đây là nơi các con sẽ được yêu thương nhất. Cảm ơn Quốc Đại và cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ cho Quốc Đại chăm sóc đàn con trong cái lớp học này. Phải khen Đại rất là nhiều, coi như là bốn nhân tài tí hon như thế kia mà Đại đã chăm sóc rồi biến hóa các em trên sân khấu. Và mỗi vòng thi mà các con được vào là mỗi kỷ niệm đong đầy mà khán giả truyền hình khắp cả nước sẽ yêu thương các con nhiều lắm. Và chẳng những người lớn mà các em nhỏ thấy các con biểu diễn, các em sẽ nhớ đong đầy. Thì đúng, các con là tiên đồng ngọc nữ của chương trình, xinh lắm, yêu lắm. Và những quãng thời gian kia là một thời gian đầy kỷ niệm, mà mai này khi mà con lớn lên đó, con nhìn lại con sẽ cảm thấy yêu thương chính mình và con sẽ thương thầy con nhiều lắm. Tại vì ai cũng sẽ già chứ, mai mốt các con lớn lên nè, làm ca sĩ nè, có một nhân tài của đất nước, cái lúc đó chú Quang Lê là già lắm rồi. Cái con lại con hỏi thăm, con nói ngày đó nhớ chú Quang Lê nhận xét con không, nhớ thầy Đại dạy không. Cảm ơn chú Đại và cảm ơn các con đã yêu thương chương trình này, tuyệt vời lắm. Cảm ơn Quang Lê. Dạ, cảm ơn các thầy cô đã dành tình yêu cho tất cả các con trong lớp này. Rồi bây giờ thì tạm biệt các con nha, các con cùng với... thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu,
ngày đêm đã theo con suốt tháng năm dài. Con như mái lá nghèo gió mưa tối tà, sao chợt nghe thèm chén canh cá cắm câu, thèm một giọt nắng rơi đồng giữa vàng bầu, mong một chén đò ngang nối đôi bờ trắng trờ. Mình rung rung trong giông bão. Mẹ chưa về chờ cơn mưa tạnh, con ngồi trong hiu quạnh. Nhiên bếp hồng con đợi mẹ cha về. Mơ một ngày trời đẹp còn giá lạnh, cả nhà vui bên bữa cơm nghèo. Nhưng buổi chiều trời đã mưa giông nước, cha mẹ đã đi đi mãi không về. Trên sông buồn mưa tạnh, con ngồi khóc một mình. Muốn chút cạn thâm tình nở theo hương khói bay bay. Trời sao bài cánh lá lai cho quang nghẹt lâm tay. Giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay. Và đó chính là Trung Hậu. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Con biết là lúc con hát á, cô Hương phải kêu tất cả mọi người nhìn giùm tôi có thằng bé hay là một cái ông cụ 60 mấy tuổi bận bộ bà ba đứng hát. Cái giọng con nó già tới như vậy, mà điều quan trọng là con giống cực kỳ Hoài Linh đó con biết không. Bận cái bộ bà ba nâu ốm tông ốm teo đứng ở trên cầu, tôi lo hết sức, tôi sợ gió rớt ông xuống dưới, rồi ông đi lẩn thẩn ông xuống đây ông hát. Tôi cứ hỏi nó chắc nó 60 mấy rồi. Chiều tới cái ngày mà chiếu cái này nè, cô cầu mong cho nó mưa thiệt, rồi ngồi ở nhà rồi mở con lên con hát. Con cảm ơn. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái vũ đòn của con diễn sâu lắm con biết không. Cầm cái cây chống đi lum khum như nè, thấy thương quá, mặc áo tơi cho vừa lòng.
nó ra đó nó nằm nằm bẹp xuống rồi đó cơ. Rụng tim. Không còn gì để nói nữa. Chắc đè hung. Con trai. Xuống cho tôi hung cái được. Đè, cô hung hung một cái con. Con ở đâu? Dạ con ở An Giang. An Giang hả? Trời ơi cho cô bắt tay con cái nghe. An Giang ở khu vực nào con? À, con ở chỗ nào của An Giang? Dạ con ở Kinh Đào. Kinh Đào hả? Chú Nghĩa hay về An Giang lắm. Chúc mừng quê hương An Giang. Có một thằng nhỏ thật thà dễ thương, hát hay đụng nóc nha. Nghe thôi con. Thôi vậy để con. Cô đăng trai xin mời cô. Với những cái màu sắc âm giọng như thế này á là nó lợi thế về cái âm vang sáng, bởi vì đây là giọng tenor, giọng cao, thành ra là chắc chắn là sẽ bị bất lợi ở những nốt thấp, nốt trầm. Cho nên thứ nhất là mình chỉnh cái tông của bé, thứ hai nữa là tụi con phải qua nhiều thời gian 5 tháng thì tụi con lớn lên, cái giọng của tụi con sẽ đầy đặn hơn. Cái đó là tự nhiên thôi. Còn riêng cá nhân cô thì cô thấy hôm nay con hát rất là cảm xúc. Có những cái giọt nước mắt ở trong câu hát của con, hiểu được cái nhân vật của mình, cái bài hát của mình. Con có cái ưu thế hơn các bạn, đó là con hát được cải lương. Vậy thì cô khuyên con nên tự tin lên. Bạn nào ra sân khấu cũng giống nhau thôi. Mình có lợi thế thì mình phải hiểu được cái lợi thế của mình để mình càng tỏa sáng hơn nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn ban giám khảo. Một tràng hô tay cho Trung Hậu. Chúc mừng con. Mời con vào trong. Mạng đông tới cho đến khi cánh tàn bước vào xuân, bao năm tháng mong tình nhưng giờ dường như mãi xa muôn trùng, đời mù đuôi ngàn tay kiếm đưa tới mong có ai thương Minh Quang giúp tôi tương phùng Quang Nhi nối Quang Thiên lễ tràng đêm ngàn. Dạ tới rồi. Dạ mời ông. Bấm gia gia đã tới. Để nó cho ta. Dạ tới rồi ông ơi. Tới rồi à? Dạ. Ông chờ con chút xíu, con vô con thưa với mẹ con rồi con ra con bẩm lại với ông. Nhà mình. Mẹ ơi. Con dẫn ông Quang về tới rồi đó mẹ. Hải Thọ. Dạ. Con về rồi đó hả con? Dạ. Con à. Con hãy ra bảo với ông Quang ấy rằng. Dạ. Nếu phải là bao công thì phải chung vô lò gạch, chứ mẹ tôi không rảnh mà ra. Mẹ nói chơi hay mẹ nói thiệt mẹ? Mẹ nói thiệt. Cho chung vô. Đi đi Thọ. Đi đi. Dạ đi. Con vĩnh biệt mẹ. Nhìn biệt lò gạch thân yêu. Tự nhiên đi kêu nhìn. Thọ. Con là ông. Ông ơi. Chuyện gì vậy hỏi Thọ? Mẹ con nói nếu ông đúng là bao công, ông chui vô lò gạch đi. Chứ mẹ con không có rảnh đâu mà ra. Ngã thính nhị lôi tâm khỏi dân kỳ thinh quả phát liên à mi
cả bổn quan vô sống hữu hoa phiền phá huyền tiểu môn hà đắc nhập mơ. Ông thương tình mẹ con giùm đi, mẹ con bị quan ông ơi, mẹ con tội lắm ông ơi, ráng giúp giùm. Thôi được rồi, hãy thọ. Dạ thọ con có. Dẫn đường cho ông. Dạ. Nhà con hơi khó vô, ông chịu khó đi với con nha. Đây mũ xin chào vũ tư văn chuẩn. Người quý tướng giả hành y cẩm, nhãn âm quan chớ tệ thế khôi ngô, chắc dĩ phu nhân nào trọng thế mảnh đơn côi, nói vẻ trọng thái mới biết bổn quan mà chào mà hoi. Ngủ chưa chắc ngại là bao công. Nếu chưa chắc thì bà mời ta vào đây làm gì? Nếu phải là bao công thì phía sau ốc phải có ba đông xương y Nguyệt Tam Sao. Tại sao? Tại sao bà biết bao công ta có ba đông xương y Nguyệt Tam Sao? Chỉ có thần đông nhạc mách bảo nên ta đây mới biết. Thần Đông Nhạc, Thần Đông Nhạc, Thần Đông Nhạc à. Bổn quan đã quỳ rồi, người mau mau khâm nghiệm. Hải Thọ. Dạ Thọ đây. Ông quan ông quỳ ở đâu vậy con? Dạ ông đang quỳ trước mặt mẹ. Mẹ ơi. Vậy à? Dạ. Dẫn mẹ đi con. Dạ đi. Tới giờ đó mẹ. Chuyện hắc bạch chưa tường chung thủy,
chẳng hay bà là người ở cung nào tại Quyển Trần Châu. Hãy mau mau phân tỏ đuôi đầu, dầu lão nhọc lão cũng nguyện mình quan án. Tôi đi khinh tệ hả? Mà ta tệ à? Trong cả thiên hạ ai cũng biết Khanh là long đồ học sĩ, nổi cả trào ai cũng cho Khanh là thiết diện vô tư. Vậy mà mẹ xa con 18 năm dân, sao Khanh lại để cho mẹ sầu con thảm? Xin hãy phân qua nỗi đau đời ba, vì sao cam lạnh xa cũng tấm tấm vàng hoàng gia. Nỗi biến gây ra để dương lệ nhoa, mong cho thông hiểu sự phân an qua. Sanh trổ đương kiên thái thần phi à. Ha, phải rồi, Đông Chân Tôn Hoàng để đây mà. Thôi, Lưu Hoàng Hậu ghen bài mưu ám hại, truyền thái giám quách què mời giữ tại Dương Cung. Bà sắp mặt bài mưu khâu thừa ngự tôi trung, đem thừa từ của thiên nhan chung lâm thân vàng, rồi bao tạo theo quỷ bích dân cung. Trong ngọn lửa bệnh quần ta thế gạo cùng mây khói. Ta phiêu bạc khắp nơi, mai nhờ Quách Hải Thổ con nuôi mà hiếu ân như trời bể, ta mới được sống còn chờ bao chuẩn để bài phân. Lòng nương nương thân nghe bóng dân niềm phần đồng cung, dấu tích chỉ nơi mình vàng. Cao mặt chữ là dòng đương kim, tống dương lâu đời sau. Tấu lĩnh bà vụ án bích dân công, thần sẽ điều tra sáng tỏ. Nếu sự thật không phơi bày ánh sáng,
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bao Công Vô Lò Gạch với phần trợ diễn của các nghệ sĩ Chí Thiện, Bạch Lợi, Trường Lộc và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Cảm ơn các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho bé Trọng Nhân với tiết mục này. Mời ý kiến từ cô Việt Hương. Tất cả những cái kỹ thuật biểu diễn đối với một cái đứa bé mười mấy tuổi như con thì về hình thể tốt, những cái lắc râu, lắc đầu, những cái đi chân chỉ thiếu một chút xíu, đó là nội lực của một người diễn viên đóng cái vai đa nhân cách trong người lúc đó. Thì cái thần thái và cái cốt cách của ổng chưa cho tin được một cái ông quan thượng triều cao nhất, đó là kinh nghiệm cuộc sống. Từ từ, riêng cái nghề này nó giống như là mài cái viên kim cương vậy con. Càng mài dũa thì nó ra tám ngạnh, rồi nó ra trái tim, rồi nó ra hình mũi tên, gửi ngàn nụ hôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Đây, bây giờ mình mời cái người mà gạo cội của cái lương luôn nè, cô Thanh Hằng. Con đã đảm nhiệm cái vai này nó quá nặng, nhưng con đã làm được và tròn. Cái ông này ông thần thái, liêm minh, chính trực. Những cái mà thần sắc cái gì, hãy để đó cho ta, bước ra nhạc lên một cái rồi. Con mắt con phải thần, tự giới thiệu tôi là một người cầm cán cân công lý cho tất cả thường dân. Rồi khi mà con bước vào cái lò gạch như vậy, đi vô là phải coi ý tứ đàng hoàng. Phủi ra, đi vô từ tốn, từ từ, cuối đầu qua, bị cái lò gạch nó nằm. Nó mà phải có một tí gọi là khoan thai trong cái ánh mắt rộng. Hiểu không? Cẩn giạc nhắc nhở cho con thôi, cái đó là chi tiết. Chúc mừng con làm được, thành công lắm rồi. Giờ mời cô Trang nè, coi như là mình một khán giả mình thưởng thức một tiết mục cải lương tuồng cổ với phần trình diễn của bé Trọng Nhân, thì cô Trang thấy sao? Con là một thí sinh độc nhất vô nhị tại thử tài siêu nhí. Bản thân cô sẽ cho con 10 điểm ngày hôm nay. Cảm ơn cô Đoan Trang. Còn chú Quang Lê, sau khi nghe hai cái bà hai bên nói quá trời nói, giờ chú Lê thấy làm sao? Diễn xong thấy tức lắm, tại vì đang giải quan cho cái bà này mà chưa giải mà hết rồi. Bây giờ chú cho con điểm rất là cao, nhớ vòng sau giải quan cho bà nha. Dạ. 10 điểm. Giải quan cho bả cũng không phải là chuyện đơn giản đâu anh. Là tại vì á, khi mà về tới triều đình á, là phải trải qua rất nhiều cái mâu thuẫn. Cái nữa hả? Cái nghe nè, thời đại internet, Google, YouTube một cái là search nó ra một chục tuần như vậy. Tưởng bả nói gì bất kể. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn quý vị.